Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Xưa Và Nay Đức Thiện. Các bạn thân mến, trong video lần này chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những người đam mê đồ gỗ, đặc biệt là những người có sở thích sưu tầm những món đồ gỗ quý hiếm. Một bộ bàn ghế móc theo nối tàu được đóng bằng gỗ chắc rất là hiếm. Tổng thể bộ bàn ghế này thì gồm có 8 món, gồm có 4 ghế đơn, 1 ghế băng dài, 1 bàn và 2 đôn. Mặt đá tàu, chất liệu là gỗ chắc của Việt Nam, 100% là gỗ chắc. Tất cả mặt ghế đều là nguyên một miếng, mặt rộng, vân gỗ đẹp. Bộ bàn ghế gỗ chắc này thì được đóng cách đây tầm khoảng trên 20 năm. Thời kỳ hưng thịnh của gỗ chắc và gỗ chắc còn rất là rẻ. Chứ hiện tại thời điểm này, cái chất lượng gỗ chắc nó không được bằng gỗ của ngày trước. Và số lượng gỗ cũng không còn nhiều để người ta làm những cái bộ như thế này. Thường thường các bạn để ý, nếu các bạn có kinh nghiệm sưu tầm đồ gỗ chắc, những người chơi sành đồ gỗ chắc họ sẽ sưu tầm những cái bộ bàn ghế đóng cách đây khoảng 20-30 năm. Như vậy thì chất gỗ đúng là gỗ của Việt Nam. Và cái thứ hai là gỗ nó đều gỗ, tức là không có miếng đỏ, miếng đen như chắc mới bây giờ. Vân gỗ rất là đẹp và đều. Bộ bàn ghế này thì ghế dài sẽ có kích thước là 1m85 nhân với lại 60cm, cao tổng thể tựa là 1m25, còn chiều cao từ mặt ghế xuống đất là 47,5cm. Kích thước lọt lòng của ghế dài là 1m75 nhân với 50. Ghế đóng khá là to so với những cái bộ gỗ ghế bàn ghế gỗ chắc móc chắc. Thì bộ này được đóng khá là to, dày dặn. Và đặc biệt các bạn để ý những cái vân đá ở đây. Vân đá ở cái tựa ghế dài và ghế đơn ở đây là những cái loại đá mà chỉ xuất hiện cách đây khoảng 20 năm trở lên. Còn hiện tại những cái viên đá đó, đá mới như thế mà vân đá như vậy là hầu như không có. Tức là cái series đá đó đã xuất hiện ở những cái món đồ tái được đóng cách đây khoảng tầm 20 năm trở lên. Thì các bạn thấy có những cái vân đá như thế này. Loại đá này rất là đắt tiền và hiếm, hiếm gặp. Trên hình ảnh chúng tôi quay đó là quay chi tiết cái ghế dài. Các bạn thấy cái ten gỗ qua cái thời gian, ten gỗ nên rất là đẹp, bóng, bóng như sừng. Ưu điểm của gỗ chắc được nhiều người sưu tầm đó là, phải nói đến đó là cái độ bóng, chất dầu của gỗ chắc rất là cao. Các bạn thấy nhìn trên hình ảnh nó bóng như sừng vậy. Nếu các bạn chịu khó lau chùi bằng cái khăn khô thì về nhà nó rất là bóng. Và đây là chúng tôi quay cận cảnh cái mặt ghế. Mặt ghế vân rất là đẹp, quần quải, mặt ghế đoàn này. Và mặt nguyên, nguyên một miếng, không có nứt nẻ gì cả. So với những cái bộ bàn ghế bằng gỗ hũ, nếu ai đã chơi đồ gỗ chắc rồi thì họ luôn sẽ có đam mê thôi, bởi vì cái độ bóng nó cao. Riêng về cả những cái nái buôn của Trung Quốc thì sang Việt Nam chủ yếu họ mua những cái đồ bằng gỗ chắc là chủ yếu. Còn gỗ gụ thì cũng rất là ít, ít khi người ta mua. Nhìn các bạn đã thấy cái chất gỗ nó già, nó đanh, nó đều gỗ. Các bạn để ý hầu như 100% là nõi,
và không có bám rác. Tất cả là gỗ chắc nõi 100%. Mời các bạn xem lại hình ảnh chi tiết cận cảnh cái mặt ghế. Đây là một cái mặt ghế đoạn rất là đẹp như thế này. Thời điểm này một cái mặt ghế này giá trên thị trường nó khoảng từ 4 đến 50 triệu. Nếu mà dày dặn như thế này, các bạn thấy họ do gỗ nó dày cho nên họ mài vát cạnh, chứng tỏ là cái gỗ rất là dày. Cho nên là người thợ người ta mới chém cạnh như vậy được. Một cái tấm ná mặt nục nổi, mặt rộng, vân đẹp quần quài, nhìn là biết gỗ chắc luôn rồi. Bộ này trước đây người ta cũng không có đánh PU hay là vernis gì cả, mà là tự xuống màu. Khoảng tầm 20 năm, trên 20 năm thì nó sẽ xuống được những cái màu như thế này. Như vậy các bạn rất là dễ xem, bởi vì hàng này người ta gần như để mộc 100% để nó tự xuống màu. Bản thân cái gỗ chắc nó có những cái đặc điểm nó khác với những cái loại gỗ hương hoặc gỗ cẩm. Ví dụ những cái gỗ hương, gỗ cẩm thì các bạn để ý nó sẽ hồng hồng theo thời gian. Kể cả những cái bộ bằng gỗ cẩm nó có đến 5-70 năm chẳng nữa, cái cạo ra nó vẫn hồng hồng. Còn riêng dòng chắc này cạo ra nó sẽ đen và bóng. Các bạn để ý những cái dạ của cái vân gỗ cũng rất là đẹp. Bộ này trước đây chúng tôi đã bán cho một cái vị khách, người ta sử dụng được khoảng tầm 15 năm. Vừa rồi thì chúng tôi có mua lại. Và điều rất là đặc biệt đó là khi mua lại thì sẽ mua theo giá thị trường, và người chủ cũ cũng được lời rất là nhiều tiền so với giá ngày xưa mua. Các bạn thấy những cái thân tay ghế đơn. Đây chúng tôi sẽ quay chi tiết cái ghế đơn để các bạn tiện theo dõi. Những cái phần tay ghế khi người ta ngồi, người ta để đặt tay lên, nó đặt nhiều thì nó sẽ đen và bóng như thế. Dáng ghế này rất là to đấy các bạn, to và cao. Những cái móc rất là thanh cảnh, rất là mềm mại, thanh cảnh. Cái đầu mỏ móc nó không bị tù mà nó rất là mỏng. Các bạn đi mua những cái bộ móc, các bạn để ý nó móc nó phải cân đối. Chất gỗ rất là đẹp các bạn, bóng đẹp tự nhiên. Nếu các bạn điều kiện kinh tế khá giả thì tôi có một lời khuyên cho các bạn, đó là hãy đầu tư chơi những cái món đồ bằng gỗ chắc. Nó luôn có giá trị theo thời gian và có thể xác định đó là một món đồ các bạn có thể làm của được. Đây là mặt sau của ghế. Mặt sau cũng được làm rất là kỹ. Thường nếu cái bộ bàn ghế móc này thì các bạn có thể có nhiều cách để các bạn phối. Có thể kê theo hình chữ H, có thể kê theo hình chữ U, tùy vào cái độ lớn của phòng. Các bạn để ý đây là cái phần bàn. Thường những cái phần bàn, những cái bộ móc thông thường ấy, cái phần ngăn dưới của bàn người ta làm nhỏ và ngắn lại. Còn riêng cái bộ móc này rất là đặc biệt, đó là cái phần ngăn dưới của bàn người ta làm dài ra, rất là tốn gỗ, đều là gỗ chắc hết. Hầu như rất là ít bộ người ta làm như thế. Các bạn để ý kể cả gỗ vụ, người ta cũng chỉ làm nó
cái phần ngăn dưới này nó ngắn thôi, ít bộ nào làm dài như thế. Tôi nghĩ ngày xưa bộ này phải một là chủ nhà họ đặt, hoặc là cũng phải là một xuất xưởng trong một cái xưởng khá nổi tiếng làm đồ gỗ chắc. Bộ này trước chúng tôi cũng mua cũ lại rồi. Trên hình ảnh các bạn đang xem đó là chúng tôi quay chi tiết là ba cái ghế đơn. Phần gỗ cũng rất là đẹp và quần quại. Các bạn để ý những cái tay ghế vân nó quần quận, có những cái đường sọc, là những cái đặc trưng, rất là đặc trưng của gỗ chắc. Bóng như sừng vậy các bạn ạ. Mặt ghế cũng nành nặng, vân đẹp, quần quại, nó giống như gỗ xưa vậy. Các bạn nhìn những cái vân gỗ đều đẹp như nhau. Những cái phần tay ghế người ta tựa nhiều, người ta ngồi nhiều, người ta tì tay nên nhiều cho nên rất là bóng. Và mặt ghế nào cũng có vân, tay ghế nào vân cũng rất là đẹp. Các bạn nhìn vân của cái phần tay này. Những cái người đam mê đồ gỗ chắc nhìn đã thấy hút hồn. Rất là khó kiếm những cái miếng gỗ. Thực ra thì những cái miếng gỗ mà vân nó nhiều, các bạn biết đấy, những cái vân của nó, cứ một cái đường vân nó đại diện cho một năm tuổi. Gỗ càng nhiều vân thì chứng tỏ là cái cây gỗ đó rất là già và lâu năm. Vân rất là quần quại. Thường thì cách đây khoảng tầm mười mấy, 20 năm thì cái gỗ chắc nó nhiều và còn cái gỗ chắc ta nó đẹp được như thế này. Kể cả bây giờ các bạn đi đặt cũng còn rất ít những cái gỗ chắc đẹp như thế này. Và đặc biệt có những cái điều các bạn phải giống như là phải trải qua cái thời gian thì nó mới được đẹp như vậy. Cái gỗ nó mới xuống màu nó đều như vậy được. Còn nếu các bạn đi làm mới bây giờ thì khó có thể đều được như thế. Như các bạn đã biết, đây là mẫu móc tàu, thì nó là mẫu của người tàu ngày xưa, do những người tàu chợ lớn họ mang sang, là tàu chính gốc người Trung Quốc ngày xưa. Các bạn để ý trong những cái phim của người tàu vẫn xuất hiện những cái bộ bàn ghế móc như thế này. Tuy nhiên thì nguyên bản của nó thì ít khi có cái bàn. Mà về Việt Nam thì những người thợ thủ công Việt Nam họ làm theo cái nhu cầu của người Việt Nam thì họ chế thêm những cái bàn. Còn nguyên bản những cái bộ bàn ghế gỗ chắc cổ ngày xưa thì các bạn để ý chỉ có ghế đơn và những cái bàn kẹp như thế này. Chứ bàn dài thì ít gặp trong những bộ móc cổ. Chủ yếu là thấy những cái bàn kẹp, những cái ghế áp vách, hoặc là những cái ghế dài. Ghế dài cũng rất là ít. Nó là một trong những cái mẫu bàn ghế đẹp, mẫu bàn ghế cổ đẹp của người tàu chắt nọc từ xưa tới nay. Và được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng, cho nên những cái sản phẩm móc như thế này thì được làm trên nhiều chất liệu khác nhau để khách hàng có nhiều sự lựa chọn về giá thành. Và sản phẩm này hiện đang được bán trưng bày tại đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện, địa chỉ là 49 Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn quan tâm có thể liên hệ với số hotline của chúng tôi là 0913 101976, hoặc xem trực tiếp tại cửa hàng. Chúng tôi bán và bảo hành trên toàn quốc, cam kết với các bạn gỗ chắc 100%,
hàng có niên đại tầm khoảng 20 năm, bằng gỗ chắc Việt Nam và mặt niền nguyên tấm, không có chắp ghép gì cả, dày dặn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật sớm nhất những video mới nhất của đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện. Trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, bình an trong cuộc sống.